Xin chào quý vị, quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Hiện nay đang có mặt tại dãy phố Biển 2, một trong những dãy shop house được quan tâm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thực tế là đầu đó nó có khoảng độ gần 20 giao dịch ở dãy shop house này vòng 2 tuần vừa rồi. Và với cái trục đường 20m như thế này ấy, với kiến trúc Ocean Park 3 này thì là kiến trúc hiện đại thì nó rất là bắt mắt anh chị ạ. Đó, khi mà mình đi vào cái trục đường 20m này, nó thông từ cái khu Verney này, thông qua phố biển này, đó sang đến cả cái phần khu Ánh Dương ở bên kia. Và với cái trục đường 20m này thì những cái căn shop house này thì Hoành thấy là việc đỗ xe, việc khai thác rất là thoải mái. Và ngay ở bên phải đây, nó là quỹ đất nhà xã hội trong tương lai, đâu đó nó khoảng mấy chục hectare. Thì anh chị thử hình dung mà xem, trong tương lai, Hoành nói là trong tương lai chung và dài hạn, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thì cái câu hỏi đó ấy, Hoành dành lại cho các anh chị khi anh chị có nhu cầu đầu tư ở đây, là bao giờ cái nhà ở xã hội này khởi công. Thì chắc chắn là những cái căn shop house hai mặt tiền của phố Biển 2 này thực sự nó rất là giá trị. Và đối đó thì cái mức giá thực tế chủ tư đang đưa ra hiện nay ấy, nó tương đối là phù hợp. Anh chị đâu đó một căn 100m ấy, thì giá nó biết khoảng 17 tỷ. Và nếu như anh chị không vay thanh toán sớm ấy, nó chỉ có khoảng 15 tỷ thôi. Thì với Hoành nghĩ là khoản tài chính 15 tỷ thì anh chị có thể cân nhắc. Đây, đây là phía trước đây chính là cái quỹ đất nhà xã hội trong tương lai đây. Tất nhiên câu chuyện hiện nay đầu tư shop house tại Vin 2 hay Vin 3 ấy, thì có lẽ là anh chị cũng phải nên lưu ý là gì? Nó không phải câu chuyện đơn thuần là 1 năm, 2 năm hay 3 năm để mình kỳ vọng x2, x3. Cái điều đó thì gần như nó rất là khó, bất khả thi. Mà xác định là gì? Chúng ta xác định đầu tư những căn shop house như này ấy, nó cũng phải tầm nhìn từ 5 năm trở đi. Và anh chị càng để lâu ấy, thì nó sẽ càng có giá trị tăng giá, giá trị khai thác dòng tiền về sau. Hoành ví nó giống như thể là rượu vang ấy, anh chị càng để lâu thì nó càng có giá trị. Và các anh chị mà nếu mà có nhu cầu mà thanh khoản trong ngắn hạn ấy, đâu đó chỉ nửa năm, một năm ấy, hai năm ấy, thì Hoành nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ không phải là sản phẩm phù hợp, mà anh chị sẽ phù hợp với các sản phẩm khác. Và anh chị đừng quên like và đăng ký kênh ấy, vì Hoành sắp tới sẽ làm thêm một số cái video thực tế như này, trải nghiệm rất nhiều các cái dãy shop house, các dãy liền kề, các dãy song lập, các dãy đơn lập, để mong muốn lớn nhất chia sẻ đến anh chị, cho anh chị thêm nhiều góc nhìn thực tế và khách quan nhất trước khi anh chị quyết định đặt cọc, đặt mua một căn nào đó tại Vin 2 và Vin 3. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo.